Em Đạt xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn trở lại với kênh mua bán xe cũ cũng như là ô tô Bình An. Và ngày hôm nay thì em xin phép lên sóng màn ảnh nhỏ để giới thiệu đến tất cả quý anh chị và các bạn một siêu phẩm vừa về đến cửa hàng em. Chiếc màn ảnh của quý anh chị và các bạn đây là chiếc RX300 được sản xuất năm 2017, có màu đỏ, nội thất nâu, biển số thành phố, lăn bánh 33.000 km. Chiếc xe cực kỳ đẹp và hot. Mẫu xe này thì thực sự luôn là từ ngoại thất đến nội thất chúng ta nhìn cực kỳ là thể thao và nhìn có một cái vẻ đẹp rất là cuốn hút. Sau đây em sẽ review chi tiết nội ngoại thất của chiếc xe này để cho các quý chị và các bạn có thể xem cũng như tham khảo mẫu RX300 2020 này. Thì ở trên mẫu RX300 2020 chúng ta sẽ được trang bị một cụm đèn pha full LED thông minh, có một giải LED daylight hình boomerang ở đây, rất là đẹp. Ngoài ra thì chiếc xe cũng được trang bị hệ thống rửa pha tự động cũng như là cảm biến va chạm trước sau. Ở ngay phần mặt ca lăng thì nổi bật với thiết kế hình phím piano và ca lăng hình chữ X rất là nổi bật của hãng xe Lexus. Toàn bộ viền ca lăng được mạ chrome sáng bóng cực kỳ là đẹp. Ngay bên dưới phần nắp capo đó chính là cái khối động cơ, trái tim của chiếc xe. Đây em sẽ mở ra cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Thì ở trên mẫu Lexus RX300 này thì chúng ta sẽ được sở hữu cái khối động cơ có dung tích là 2.0 lít turbo tăng áp, sản sinh công suất là 233 mã lực. Đây, chiếc xe vừa về đến cửa hàng em, toàn bộ những chi tiết vẫn còn nguyên bụi, quay lên mi mộc để cho quý anh chị và các bạn có thể quan sát được. Đây bạn cameraman có thể quay sát vào đây để chúng ta có thể quan sát được cái phần ốc động cơ. Từ ốc chân máy đến ốc mặt máy thì đều còn nguyên bản, chưa hề có dấu hiệu bị tháo dã. Chiếc xe này thì được sở hữu cái khối động cơ 2.0 lít turbo tăng áp và hộp số là hộp số tự động 6 cấp. Toàn bộ những cái chi tiết ở trong xe thì đều còn nguyên bản, từ ốc capo, keo chỉ capo thì đều nguyên bản hết, cũng như là tất cả những cái sản phẩm ô tô Bình An thì đều được cam kết bằng văn bản, xe tuyệt đối không nâm đụng, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên bản. Quý anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang ra hãng hoặc caravan kiểm tra thoải mái. Bên em thì luôn khuyến khích khách hàng là nên đi kiểm tra ở đơn vị thứ ba cho công tâm. Mặc dù là bên em đã có cam kết bằng văn bản và bán có bảo hành cho quý anh chị và các bạn. Siêu phẩm RX300 này thì mới lăn bánh có 33.000 km thôi, còn cực kỳ đẹp và mới. Ở trên mẫu xe này thì chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng đúc. Bộ la răng này thì có kích thước là 20 inch đa chấu và đều được sơn ánh chrome rất là đẹp. Phanh đĩa thì được trang bị ở cả 4 bánh. Chiếc xe được trang bị các hệ thống an toàn như hệ thống chống mó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử hay là hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Rất là an toàn và hiện đại. Ngay trên gương của chiếc xe này cũng được trang bị giải LED xi nhan trên gương cũng như là hệ thống cảnh báo điểm mù, rất là an toàn. Đây bạn cameraman có thể đi một vòng quanh xe để quý anh chị và các bạn có thể ngắm được cái phần nước sơn của chiếc xe này. Toàn bộ những cái phần khe khớp này cực kỳ là khít. Sơn zin phải đến trên 90%. Rất là nhiều những cái chi tiết cực kỳ là đẹp. Đèn hậu full LED to bản hình chữ L. Phần nền sơn cực kỳ đẹp, rất là căng. Tất cả những cái phần khe khớp này cực kỳ là khít. Và cửa là cửa hít quý anh chị các bạn nhé. Đây, cửa là cửa hít. Và có hệ thống camera 360 độ. Sau đây thì chúng ta sẽ vào bên trong phần nội thất của chiếc RX300. Một cái phần nội thất cũng rất là đẹp. Em muốn giới thiệu ngay đến cho quý anh chị và các bạn một phần nội thất màu nâu da bò, cực kỳ là đẳng cấp. Ghế da cao cấp. Vô lăng của chiếc RX300 này thì được trang bị là vô lăng ốp gỗ, rất là đẹp và có các nút bấm tích hợp. Màn hình giải trí thì có kích thước lên đến 12,3 inch, rất là lớn. Và ở ngay giữa yên ngựa đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đồng hồ kim, nhìn cực kỳ là lịch lãm. Điều hòa tự động đa vùng,
rất là đẳng cấp. Chiếc xe thì cũng được trang bị các hệ thống như là hệ thống phanh tay điện tử, auto hold cũng như là sạc không dây. Ngoài ra thì chiếc xe cũng được trang bị hệ thống cửa sổ trời, một cái option mà rất là được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam chúng ta. Đây, em sẽ dành cho khoảng tầm 30 giây để có thể quay toàn bộ cái phần ghế da cho quý chị các bạn có thể chiêm ngưỡng từ ghế da bên phụ đến ghế da bên lái. Đây, bạn cameraman có thể quay rõ vào phần ghế da rất là mới ở trên chiếc xe này. Phần ghế lái, phần ghế được ngồi nhiều nhất trên một chiếc xe, nhưng chúng ta nhìn thấy những chi tiết cực kỳ mới. Đây là một chiếc xe mi mộc chưa hề rộng, nhưng mà quý chị và bạn có thể thấy được là cái phần da rất là mới, cực kỳ là căng. Những đường kim mũi chỉ cực kỳ là chuẩn chỉnh. Ra hàng ghế thứ hai, ta cũng có thể thấy được là phần ghế da cũng cực kỳ là mới. Đây, một phần ghế da rất là mới. Ở đây thì chúng ta sẽ có cả bệ thì tay, có thể để cốc ở đây. Một phần ghế da rất mới, thậm chí là chúng ta nhìn vẫn còn những cái phấn mới ở trên phần ghế da luôn. Chứng tỏ là một chiếc xe khá là ít ngồi ở hàng ghế thứ hai. Mới lăn bánh 3 vạn km thôi quý anh chị các bạn ạ. Rất là mới. Ở trên chiếc RX 300 2020 này cũng sở hữu một cái khoang cốp có cái thể tích cốp rất là rộng. Và đều được bọc thảm 6D để bảo vệ cái phần cốp này để tránh bị xước. Như quý chị các bạn có thể quan sát được là tất cả những cái phần ốp ở đây đều là để chống xước, có tác dụng chống xước. Phải nói là bác chủ xe này rất là cẩn thận. Thông thường thì những bác nào mà mua Lexus này thì đã rất là cẩn thận rồi. Và một chiếc xe có đẹp, có chuẩn chỉnh hay không thì chúng ta chỉ cần nhìn vào những cái chi tiết nhỏ là chúng ta có thể biết được là bác chủ xe là một người rất là cẩn thận. Và phần sơn si đẹp để nói lên được là cái trình độ lái xe cũng như là độ giữ gìn bảo quản xe ở trên một chiếc xe cũ. Đấy. Ở trên dòng xe Lexus này thì còn rất là nhiều những cái option khác đẳng cấp mà trong một video ngắn em không thể nào trình bày hết được. Nếu mà quý chị và các bạn quan tâm cái siêu phẩm RX 300 đời 2020 này thì có thể qua trực tiếp tại cửa hàng em tại địa chỉ là Auto Bình An, số 89C đường Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, hoặc là liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại em để trên màn hình là 0967891388. Hiện tại thì chiếc xe này đang được cửa hàng em chào bán mức giá là ngoài 3,1 tỷ đồng. Đương nhiên là mức giá này thì chúng ta vẫn còn có thể thương lượng. Nếu mà quý anh chị các bạn quan tâm chiếc xe này thì có thể liên hệ cho em để em có thể tư vấn miễn phí cũng như là gửi hình ảnh giấy tờ liên quan đến chiếc xe này để cho quý anh chị các bạn cùng xem và tham khảo, và chúng ta có thể bàn bạc thêm về phần giá cả. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã xem hết video. Xin chào, hẹn gặp lại.